Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Techroom. Và đây là bản tin T-News ngày 18 tháng 4. Hãy cùng cập nhật để xem hôm nay chúng ta có những tin tức công nghệ nào nóng hổi nhé. Let's go. Chỉ ít giờ sau khi rò rỉ thông tin về dung lượng pin của chiếc Mate 20X 5G thì ngày hôm nay hình ảnh thực tế của chiếc hộp đựng smartphone Mate 20X 5G này cũng đã bắt đầu xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Theo đó, hình ảnh hộp đựng của Mate 20X 5G được xuất phát từ mạng xã hội Weibo Trung Quốc và sau đó thì nó đã được chia sẻ bởi một tài khoản Twitter. Trước đó cho biết thì Mate 20X 5G sẽ có pin dung lượng là 4200mAh, nhỏ gọn hơn so với thỏi pin 5000mAh trên Mate 20X, nhưng nó lại đi kèm với công nghệ sạc nhanh là Super Charge 40W. Huawei cũng cho biết Mate 20X 5G sẽ trình làng vào cuối năm nay và nhiều khả năng thì chiếc smartphone này sẽ lên kệ trước ngày smartphone màn hình gập Mate X được bán ra. Xiaomi Mi 9 SE là chiếc smartphone được trang bị con chip là Snapdragon 712 và tính đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có một chiếc máy nào được trang bị loại vi xử lý này và dự kiến thì Xiaomi Mi 9 SE sẽ được phát hành trên toàn cầu trong thời gian ngắn tới đây. Mới đây thì tài khoản Xiaomi chính thức trên Twitter đã công bố rằng Mi 9 SE sẽ rộng đường quốc tế trong vài tuần tới. Xiaomi Mi 9 SE có màn hình theo kiểu giọt nước là Super AMOLED kích thước là 5,97 inch, được phủ kính cường lực Gorilla Glass 5, máy dùng chip Snapdragon 712 kết hợp với RAM là 6GB và tùy trọng bộ nhớ trong là 64 hoặc 128GB. Ngoài ra thì Mi 9 SE còn được tích hợp 3 camera phía sau, gồm camera chính 48MP của độ f1.8, camera góc siêu rộng 13MP của độ f2.4 và camera tele 8MP của độ f2.4, trong khi đó thì camera selfie sẽ có độ phân giải là 20MP. Mi 9 SE sẽ được chạy Android 9 Pie với giao diện là MIUI 10, viên pin 3070mAh, hỗ trợ sạc nhanh 18W nhưng đã bị lược bỏ sạc không dây và cổng âm thanh 3.5mm. Mặc dù chưa được công bố nhưng mà vừa qua một YouTuber người Ấn Độ đã đăng tải trên cái trang YouTube của mình một video trên tay cũng như là đánh giá nhanh về chiếc Realme 3 Pro sắp được ra mắt trong thời gian tới đây. Theo video được cung cấp thì chiếc Realme 3 Pro có ngoại hình tương tự như Realme 3 với mặt lưng được thiết kế bằng nhựa và màu sắc gradient. Mặt lưng của máy vẫn là nơi lạc cụm camera kép, bên dưới có đèn flash LED và chính giữa là cảm biến vân tay một chạm. Realme 3 Pro sẽ có màn hình tay thỏ kích thước là 6,3 inch, có độ phân giải là Full HD Plus, sử dụng tấm nền IPS LCD, dùng chip Snapdragon 710, đi kèm với tùy chọn là 3 bộ nhớ 4GB RAM, 64GB bộ nhớ trong, 6GB RAM, 64 hoặc 128GB bộ nhớ trong. Máy được trang bị viên pin có dung lượng lên tới 4045mAh, tuy vậy thì lại không được hỗ trợ sạc nhanh mà chỉ sạc thường với công suất là 10W và được trang bị cụm camera kép với độ phân giải lần lượt là 16MP và 5MP. Camera selfie có độ phân giải 25MP. Realme 3 Pro sẽ được trình làng vào ngày 22 tháng 4 tới đây tại thị trường Ấn Độ và với mức giá là tương đương khoảng 4,9 triệu đồng. Nhưng mà không biết thì Realme 3 Pro có được mang về thị trường Việt Nam mức giá tốt như là chiếc Realme 3 hay không, thì không biết các bạn có mong chờ chiếc Realme 3 Pro hay không? Là suy nghĩ của mình dưới video này nhé. Trong những ngày vừa qua thì các bạn lượn lờ trên diễn đàn Techroom hay là lên trên Facebook thì chắc hẳn là đang hot một cái tin, đó chính là hàng loạt reviewer trên khắp thế giới đều nói rằng cái màn hình của chiếc Samsung Galaxy Fold bị hỏng chỉ sau một ngày sử dụng. Và ngày hôm nay thì Samsung cũng đã chính thức lên tiếng về vụ việc này. Cụ thể, Samsung cho biết một số lượng nhỏ Galaxy Fold đã được gửi cho các kênh truyền thông để có được những bài review trong thời gian sớm nhất. Sau đó thì chúng tôi đã nhận được các phản hồi về màn hình gập của máy. Samsung sẽ trực tiếp kiểm tra các model bị lỗi và tìm ra nguyên nhân của vấn đề. Samsung còn cho biết thêm, một số người đã loại bỏ lớp trên cùng của màn hình của Samsung Galaxy Fold và gây ra hư hỏng. Đây là một phần cấu trúc của màn hình giúp thiết bị được bảo vệ khỏi các vết trầy xước. Việc loại bỏ miếng này có thể gây ra những hư hại cho máy. Chúng tôi đảm bảo thông tin này sẽ được gửi đến khách hàng mua máy một cách rõ ràng nhất. Hiện tại thì một số mẫu là Galaxy Fold bị hỏng màn hình đã được gửi trả lại để Samsung tìm ra nguyên nhân. Tuy vậy thì hãng vẫn không dời lịch bán máy mà vẫn sẽ bán ra thị trường đúng như dự kiến là vào ngày 26 tháng 4 tới đây. Không biết thì sẽ còn cái tình trạng này diễn ra hay không. Chắc có lẽ là phải đợi Techroom moment biết đâu để được trên tay cái em Galaxy Fold này và vật vật. Và các bạn thì các bạn nghĩ như thế nào, hãy là comment dưới video này nhé. Và trên đây cũng là tất cả những thông tin news mà Diễm muốn gửi đến các bạn. Nếu cảm thấy hay thì đừng quên nhấn nút like, share cũng như là subscribe để ủng hộ cho Techroom một mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.